Sáng nay, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 26 để thẩm tra tờ trình đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Chính phủ đề xuất mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng theo hướng tinh gọn, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, phù hợp với đặc điểm, tính chất của thành phố Hải Phòng là đô thị lớn của cả nước. Theo đó, cũng giống như chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng đề xuất không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận và Hội đồng Nhân dân phường. Việc trình Quốc hội xem xét quyết định nội dung này ngay tại kỳ họp thứ 8 sắp tới sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý để địa phương kịp thời chuẩn bị công tác nhân sự và tổ chức bộ máy, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong giai đoạn tới. Sau đó thì thực hiện thì như nhiệm kỳ 2026-31, thế nhưng mà phải chuẩn bị từ bây giờ để liên quan đến công tác sắp xếp bố trí cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp thì cũng xin được báo cáo với các đồng chí trong Ủy ban Pháp luật, đồng chí chia sẻ và hỗ trợ cho Hải Phòng để chúng tôi triển khai những cái công việc này, và cũng rất mong là thực hiện theo cái trình tự thủ tục rút gọn để làm sao trình được trong cái kỳ họp này mà Quốc hội thông qua, thì đó là một cái căn cứ để chúng tôi triển khai ngay từ tháng 11 tới. Cơ bản tán thành với đề xuất này, tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ vai trò của Hội đồng Nhân dân thành phố khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường. Thế thì trong quá trình chất vấn thì có những cái vấn đề bức xúc vậy. Thế thì tôi muốn hỏi là ở đây thì đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường không? Thế nếu mà có thì chúng ta phải bổ sung vào đây. Vì là chúng ta đã không tổ chức Hội đồng Nhân dân thành phố rồi quận rồi. Thế cho nên là tôi có cái ý này là muốn đề nghị là chúng ta bổ sung thêm cái trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ở cái nội dung này. Các đồng chí không... Cho ý kiến về đề xuất của chính phủ, các đại biểu cho rằng nội dung các chính sách trong dự thảo nghị quyết về cơ bản đã rõ, có cơ sở thực tiễn do đã được Quốc hội thảo luận, đánh giá khi xem xét. Thông qua luật thủ đô và các nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, nên việc chính phủ đề xuất xây dựng, ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và thông qua tại một kỳ họp Quốc hội là phù hợp và có cơ sở.